Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một lô đất ha, mặt tiền đường Trương Thị Kiện. Đây. Lộ giới là 20m các bạn ha. Đây là đường Trương Thị Kiện này. Đấy. Mình đang đứng giữa cái điểm giao nhau giữa đường Trương Thị Kiện và tỉnh lộ 7 các bạn ha. Đây. Đây là tỉnh lộ 7. Hướng bên phải Vũ là đi thẳng ra quốc lộ 22. Cách quốc lộ 22 khoảng 3 cây số ha. Đường Trương Thị Kiện. Còn hướng bên trái của Vũ là hướng đi về Long An. Đó, đi về Long An, sân golf Long An, tạm dừng chân xã Thế Mỹ các bạn ha. Đấy. Đây là tỉnh lộ 7, lộ giới mỗi bên 15m, khu dân cư rất là đông đúc. Đấy, Vũ xin giới thiệu với các bạn là lô đất là mặt tiền đường Trương Thị Kiện này các bạn ha. Nè, Trương Thị Kiện lộ giới 20m mỗi bên là 10m. Bây giờ mình xin đi dẫn các bạn đi vào lô đất ha. Thì cái lô đất nó cách điểm giao giữa tỉnh lộ 7 với đường Trương Thị Kiện là khoảng 1 km các bạn ha. Đấy. Cách khoảng 1 km. Rồi xin mời các bạn ha. Cách khoảng 1 km và diện tích của nó là ngang 12 sâu 76. Đó. Ngang 12 sâu 76. Đã đăng ký thổ cư. Quy hoạch khu dân cư. Xây dựng tự do. À, nếu như các bạn lên thổ cư xong rồi các bạn sẽ xây dựng tự do các bạn ha. Không có bắt buộc gì hết. Dân cư rất là đông đúc. Đường này là một trong 3 tuyến đường trọng điểm của xã Thái Mỹ nha các bạn. À, nó gồm có là đường Cây Trơm Mỹ Khánh, đường Đoàn Minh Triết và đường Trương Thị Kiện. 3 cái tuyến đường này là lộ giới mỗi tuyến đường là 20m, là 3 tuyến đường trọng điểm của xã Thái Mỹ. À, và xã Thái Mỹ thì nằm trên trục đường chính là tỉnh lộ 7. À, giao nhau với lại quốc lộ 22. Chưa. Dân cư hai bên đông đúc vậy ha. Này mấy cái cây này hết hoa là mỗi lần ra vàng hai cái đường, ra vàng hai bên đường đẹp lắm nha. Đây. Rồi. Sắp tới. Rồi, đây ngừng. Bên phải nè, phải nè, tới miếng nữa, tới miếng nữa. Đây. Nó ngay cây mít à. Đây có 3 lô lận. Rồi. Dừng đi. Mình xuống mình quay cho các bạn xem cho rõ hơn nha các bạn nha. Đấy. Vị trí của lô đất đây. Ở đây có 3 lô lận các bạn. Lô nào cũng ngang 12 sâu 76. Có rào hết rồi nè, từ mí này nè ha. Thẳng xuống dưới kia. Bọc qua, bọc lên miếng tường rào này qua tới bên đây. Đó, có rào hết nha các bạn. Ngang 12, sâu 76. Đó, đã đăng ký thổ cư quy hoạch khu cơ kết hợp sản xuất. Và tuyến đường này là tuyến đường thông luôn nha các bạn. Dân cư rất là đông đúc. Đó. Và giá chủ gửi là 3 tỷ 100 triệu. Còn bớt lọc nha các bạn. Đó. Rất là giáp dòng đất ha. Không ngồ mã nha các bạn. Rồi. Này là thuận tiện là xây nhà xưởng mini hay gì là cũng ok luôn. Đất quá đẹp, gò cao bằng đường các bạn ha. Gò cao bằng đường, không màu mã. Giá chủ gửi mình xin nhắc lại là giá chủ gửi là 3 tỷ 1, còn thương lượng chút đỉnh nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.